Cá Đồng mến chào quý vị các bạn. Hôm nay Cá Đồng lại câu rê mồi nhái thật tiếp quý vị các bạn ơi. Đây, những cái hầm câu khu vực quanh quanh mình chuẩn bị câu cả nhà. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Cá trắng các bạn ơi, cá trắng ngoại à, nóng nhờ lên trần quýnh luôn các bạn ơi. Cá nhỏ trắng trăng 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 à. Cá giòn giòn các bạn ơi, cá giòn giòn cắn cái chằng này chằng chằng để cho nó cắn hơi lâu lâu quýnh sóc nó đầu luôn. Có nhớ các bạn ơi, mà cá này nhỏ quá nó cũng ham mồi, nó cắn mình giật cho có cảm giác thôi, giật đánh cho nó có cảm giác buổi sáng rồi có nhớ thôi. Mình cũng thả nó xuống các bạn, cá này cũng bé. Ô bay lên luôn. Thả nó đi, bé quá. Cá trắng các bạn ơi, cá này trọng à, cá trắng các bạn à, đóng lên ca tiếp tục các bạn ơi, cá này trọng à. Cá trắng mọi các bạn ơi, vô cỏ rồi không sốc hay không. Ngay đám cỏ khó đánh quá các bạn ơi.
Ôi còn 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 lên hàng các bạn ơi, lên má đào lứa các bạn ơi. Má đào các bạn ơi. Vừa câu số mời của mình. Hôm nay mình câu được cũng ba con, có con nhỏ, hai con giòn giòn các bạn ơi. Cá Đồng Vlog chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ kênh Cá Đồng Vlog bấy lâu nay. Kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Bye bye các bạn.